Bát nhã ba la mật đa sâu xa, tại sao đối với Pháp không nội, không thủ, không xả? Tại sao đối với Pháp không ngoại, Pháp không nội ngoại, Pháp không không, Pháp không lớn, Pháp không thắng nghĩa, Pháp không hữu vi, Pháp không vô vi, Pháp không rốt giáo, Pháp không không biên giới, Pháp không tản mạn, Pháp không không đổi khác, Pháp không bản tánh, Pháp không tự tướng, Pháp không cộng tướng, Pháp không tất cả Pháp, Pháp không chẳng thể nắm bắt được, Pháp không không tánh, Pháp không tự tánh, Pháp không không tánh, tự tánh, không không thủ không xả bát nhã ba la mật đa sâu xa tại sao đối với chân như không thủ không xả tại sao đối với pháp giới pháp tánh tánh chẳng hư vọng tánh chẳng đổi khác tánh bình đẳng tánh ly xanh định pháp trụ pháp thật tế cảnh giới hư không cảnh giới bất tư nghỉ không thủ không xả bát nhã ba la mật đa sâu xa tại sao đối với thánh đế khổ không thủ không xả tại sao đối với thánh đế tập diệt đạo không thủ không xả bát nhã ba la mật đa sâu xa tại sao đối với bốn tịnh lự không thủ không xả tại sao đối với bốn vô lượng bốn định vô sắc không thủ không xả bát nhã ba la mật đa sâu xa tại sao đối với tám giải thoát không thủ không xả tại sao đối với tám thắng xứ chín định thứ đại mười biến xứ không thủ không xả Bát nhã ba la mật đa sâu xa, tại sao đối với bốn niệm trụ không thủ không xả, tại sao đối với bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo không thủ không xả? bát nhã ba la mật đa sâu xa tại sao đối với pháp môn giải thoát không không thủ không xả tại sao đối với pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện không thủ không xả bát nhã ba la mật đa sâu xa tại sao đối với năm loại mắt không thủ không xả tại sao đối với sáu phép thần thông không thủ không xả bát nhã ba la mật đa sâu xa tại sao đối với mười lực phật không thủ không xả tại sao đối với bốn điều không sợ bốn sự hiểu biết thông suốt đại từ đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, không thủ, không xả, bát nhã, ba la, mật đa, sâu xa. Tại sao đối với pháp không quên mất, không thủ, không xả? Tại sao đối với tánh luôn luôn xả, không thủ, không xả? Bát nhã ba la mật đa sâu xa. Tại sao đối với trí nhất thiết không thủ không xả? Tại sao đối với trí đạo tướng trí nhất thiết tướng không thủ không xả? Bát nhã ba la mật đa sâu xa. Tại sao đối với tất cả pháp môn đà la ni không thủ không xả? Tại sao đối với tất cả pháp môn tam ma địa không thủ không xả? Bát nhã ba la mật đa sâu xa. Tại sao đối với quả dự lưu không thủ không xả? Tại sao đối với quả nhất lai bất hoàn a la hà không thủ không xả, bát nhã ba la mật đa sâu xa. Tại sao đối với quả vị độc giác không thủ không xả, bát nhã ba la mật đa sâu xa? Tại sao đối với tất cả hạnh đại bồ tát không thủ không xả, bát nhã ba la mật đa sâu xa? Tại sao đối với quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật không thủ không xả?